Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong cuối ngày giao dịch hôm qua, ngày 25 tháng 6 năm 2021, xuất hiện tín hiệu hồi phục so với mức giảm ở đầu phiên. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trở lại khi mà giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát ở Mỹ dự kiến công bố vào cuối ngày. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu đã thúc đẩy giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần. Diễn biến thị trường cho thấy các nhà đầu tư vàng tiếp tục không chịu lắng nghe các nhận định của Fed. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu bản tin là một số thông tin tại thị trường vàng thế giới. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 25 tháng 6, các nhà đầu tư có thể đã áp dụng cách tiệm cận thận trọng đối với vàng khi mà họ chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày hôm qua thứ Sáu ngày 25 tháng 6, một ngày sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết sẽ không nâng lãi suất quá nhanh. Hai quan chức Fed hôm thứ Tư ngày 23 tháng 6 nhận định thời kỳ lạm phát cao có thể kéo dài hơn so với dự đoán. Trong khi đó, Chủ tịch Fed tại Atlanta Raphael Bostic dự kiến sẽ tăng lãi suất vào cuối năm 2022. Và liệu rằng lạm phát nhất thời đã cao hơn, dài hơn nhưng rồi nó sẽ suy yếu? Chủ tịch Fed Powell cứ phát biểu nhưng có vẻ như các nhà đầu tư vàng tiếp tục không chịu lắng nghe. Trong ngày hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi cuộc họp FOMC kết thúc, Chủ tịch Fed Powell tổ chức cuộc họp báo, nơi mà ông nói đùa nó giống như một cuộc điều trần ở Quốc hội, nhưng những tuyên bố mạnh mẽ nhất của ông Powell trong hai tuần vừa qua thể hiện rõ quan điểm lạm phát chỉ là nhất thời. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng con đường hiện tại mà nền kinh tế Mỹ đang đi lên là không bền vững. Khi được hỏi liệu chúng ta có thấy mức lạm phát tương tự như những năm 1970 hay không, Chủ tịch Fed nhấn mạnh thực tế đó rất khó xảy ra. Điều đáng báo động là tỷ lệ lạm phát cơ bản của chúng ta tính đến tháng 5 năm 2021 ở mức 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng báo động hơn là chỉ số CPI tháng trước ở mức 5%, con số này chỉ thấp hơn 1,8% so với tỷ lệ lạm phát của những năm 1970. Trong suốt những năm 1970, lạm phát nói chung là 6,8%, gấp đôi mức trung bình trong lịch sử và gấp 3 lần tỷ lệ của hai thập kỷ trước đó. Các nhà đầu tư và kinh doanh vàng thường chăm chú lắng nghe những gợi ý tinh tế của Chủ tịch Fed Powell có thể định hình xu hướng tương lai của giá vàng. Tuy nhiên lần này, phản ứng của họ trước tin tức và tuyên bố của Chủ tịch Powell phần lớn là phớt lờ khi vàng tiếp tục giao dịch trầm lắng và đi ngang sau đợt giảm giá lớn của tuần trước. Câu hỏi đặt ra là liệu Fed có thực hiện đúng như tuyên bố của Chủ tịch Powell trước Quốc hội sau khi đã có nhận định rằng lạm phát nhất thời đã cao hơn và dai dẳng hơn so với dự kiến nhưng rồi nó sẽ suy yếu. Trong ngày hôm qua, ông Powell đã nói với các thành viên Hạ viện về cuộc khủng hoảng COVID-19 rằng một phần đáng kể hoặc có thể là tất cả sự tăng vọt của lạm phát hiện nay đều do tác động của việc mở cửa trở lại nền kinh tế sau đại dịch. Mặc dù vị chủ tịch Fed vẫn tiếp tục nói về lạm phát và nhấn mạnh đó chỉ là hiệu ứng nhất thời khi mở cửa trở lại các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ, nhưng ông cũng thừa nhận rằng những tác động tạm thời đối với lạm phát cao hơn chúng ta dự báo và chúng có thể tồn tại dài dẳng hơn chúng ta nghĩ. Giá vàng vì thế dao động lên xuống liên tục, nhưng mức tăng chưa bền vững. Những ngày qua, vàng chỉ là một trong những thị trường hàng hóa bị chao đảo. Bởi những động thái mới của Fed, người ta nói rằng bao giờ Fed còn bóng gió về thời điểm hạn chế cung tiền thì lúc đó thị trường còn hỗn loạn. Bởi vậy, thị trường vẫn cần chuẩn bị tâm thế cho một sự hỗn loạn khác và xem những biến động trong tuần trước chỉ là màn dạo đầu. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số phân tích của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến như thế nào trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 25 tháng 6 năm 2021, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở ngưỡng 56,45 cho đến 57 triệu đồng trên mỗi lượng, cùng giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giữa giá bán và giá mua đang ở mức 550.000 đồng trên lượng. Hệ thống Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội điều chỉnh giá vàng SJC tăng nhẹ 10.000 đồng trên lượng ở chiều mua và không đổi tại chiều bán, hiện tại đang được niêm yết ở ngưỡng 56,57 cho đến 56,94 triệu đồng trên mỗi lượng. Giá vàng 999,9 thương hiệu dòng vàng Thăng Long được niêm yết ở mức 51,76 cho đến 52,36 triệu đồng trên mỗi lượng.
giá vàng trang sức giao dịch ở ngưỡng 51,05 cho đến 52,15 triệu đồng trên lượng. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới tăng nhẹ khoảng 5 USD so với lúc mở cửa phiên này là 1.774,37 USD. Hiện tại vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.779 USD trên 1 ounce. Như vậy, quy đổi theo giá USD tại Vietcombank, 1 USD tương đương 23.100 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 49,42 triệu đồng trên mỗi lượng, như vậy thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 7,58 triệu đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.650.000, bán ra 5.705.000. SJC Hà Nội mua vào 5.650.000, bán ra 5.707.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.643.000, bán ra 5.693.000. Doji Hà Nội mua vào 5.645.000, bán ra 5.700.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5.650.000, bán ra 5.705.000. Phú Quý SJC mua vào 5.658.000, bán ra 5.698.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Eximbank, chiều mua vào 5.670.000, bán ra 5.710.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.660.000, bán ra 5.700.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.650.000, bán ra 5.707.000. SJC Nha Trang mua vào 5.650.000, bán ra 5.707.000. SJC Cà Mau mua vào 5.650.000, bán ra 5.707.000. SJC Bình Phước mua vào 5.648.000, bán ra 5.707.000. SJC Huế mua vào 5.647.000, bán ra 5.708.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.650.000, bán ra 5.705.000. SJC tại miền Tây mua vào 5.650.000, bán ra 5.705.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.650.000, bán ra 5.705.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.652.000, bán ra 5.710.000. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, chiều mua vào 5.160.000, bán ra 5.220.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.120.000, bán ra 5.190.000. Vàng 24K mua vào 5.038,6 nghìn, bán ra 5.138,6 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.707,9 nghìn, bán ra 3.907,9 nghìn. Vàng 14K mua vào làm 2.841,1 nghìn, bán ra 3.041,1 nghìn. Vàng 10K mua vào là 1.979,4 nghìn, bán ra 2.179,4 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.